sẽ là tiết mục đối luyện binh khí, đấu binh khí do ba vận động viên đến từ thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn, gồm có các vận động viên Diệp Quốc Đạt, Trần Kim Tuyến và Trương Minh Tuấn. Rất mau lẹ và chắc chắn của các viên biểu diễn bài đối luyện binh khí, đấu binh khí đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Những đoạn thế của Việt Nam là rất đa dạng và phong phú.